Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng, kính thưa quý vị, một số các chuyên viên về hàng không tiên đoán rằng là giá vé phi cơ toàn cầu, tức là cái giá vé đi, sẽ gia tăng trung bình từ 6% mỗi tháng kể từ bây giờ cho đến tháng 8, vì thứ nhất giá xăng tăng và vấn đề thứ hai là hành khách đi phi cơ càng ngày càng đông. Và ông nói rằng giá xăng phi cơ đã tăng vọt là vấn đề mà làm cho cái giới điều hành ngành hàng không nhức đầu nhất hết trong cái tiến trình phục hồi hoạt động trong năm nay sau một thời gian đình trệ vì cái đại dịch Covid. Và các cái chuyên viên này cho biết rằng cái nhu cầu sử dụng phương tiện hàng không tăng vọt sau khi ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới mở lại biên giới và nới lỏng các cái biện pháp hạn chế hoạt động vì đại dịch Covid. Ngoài ra cái vấn đề cạnh tranh của các quốc gia tìm kiếm các cái nguồn ngoại tệ qua cái ngành du lịch, đặc biệt là các cái quốc gia không những chỉ các cái khu vực Âu Châu mà hay là Mỹ Châu, mà kể cả cái ở tại Á Châu là cái nơi mà đã bị đại dịch Covid hoành hành rất là nặng, thì cái việc mở cửa và nhận khách du lịch một cách dễ dãi trở lại thì nó đã tạo một cái áp lực đối với cái ngành hàng không, trong lúc giá dầu thô lần đầu tiên đã tăng tới 100 Mỹ Kim một thùng kể từ năm 2014 cho tới giờ. Và cái Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế nói rằng giá nhiên liệu phi cơ toàn cầu đã tăng 4% kể từ hồi tháng Giêng cho đến tháng 2 năm nay và được coi như tăng 57% so với năm rồi. Và người ta dự đoán rằng cái giá vé chuyến bay nội địa sẽ tăng 7% mỗi tháng, lên hơn 300 Mỹ Kim cho một cái vé khứ hồi. Và với cái sự tăng giá này, nó sẽ càng tạo cái áp lực lên cái tình trạng lạm phát tại Hoa Kỳ thôi. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói về cái giá cả gia tăng, và bây giờ thì giá của vé phi cơ nó gia tăng, để chúng tôi nói để cho những người bình dân như mình cảm thấy nó khó khăn. Chứ đối với những người thuộc đảng Dân Chủ, chẳng hạn như là nhỏ nhỏ như là cái cô mà cái bán ba và bây giờ làm dân biểu đó, cô đi vé phi cơ hạng thượng hạng, chứ cô đâu thèm đi vé phi cơ thường đâu. Thành đối với những người đó, chẳng hạn đối với những dân biểu, đối với thượng nghị sĩ, đối với ông tổng thống ở kia, và đối với ông chẳng hạn như là ông Kerry đi lo về vấn đề gọi là khí thải đó, thì đối với ông đó xài thả cửa xăng nhất nó hay giá cả nó lên tới 30%, 50% hay là 100%, đối với mấy ông đó không có care gì cả. Chúng tôi nói này là nói cho quý vị cũng như chúng tôi là những người mà làm lương một cách rất là tối thiểu, khi mà vật giá gia tăng hay là xăng nhất gia tăng là ảnh hưởng trực tiếp đối với mình, cũng như đối với những người homeless ấy, người ta giá gia tăng thì một mẩu bánh mì người ta mua phải gia tăng lên. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày cho những người bình dân. Còn những quý vị mà ở trong cái giới thượng lưu theo kiểu đó thì chúng tôi không nói tới, vì quý vị coi cái chuyện đó nó quá nhẹ. Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng khi mà chúng tôi trình bày với quý vị những cái tin tức về vấn đề lạm phát, về vấn đề giá cả gia tăng, tất cả những cái tin tức đó nó đều có tính chất tiêu cực hết, nó chẳng có làm cho ai sung sướng hay là hạnh phúc gì hết. Tuy nhiên đó là cái thực tế mà cái cuộc sống của chúng ta phải phế sinh hàng ngày, và đó là cái việc mà mọi người chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải biết. Và chúng ta cần, khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ tỉnh táo để chúng ta phải đối phó, và chúng ta có những cái phương pháp điều chỉnh lại cái cuộc sống của chúng ta. Thì cái tình trạng lạm phát nó là một cái việc mà nó không có xảy ra năm 2020, nó chỉ xảy ra từ năm 2021 và nó kéo dài cho tới bắt đầu qua năm nay, và nó sẽ còn kéo dài trong tương lai. Hy vọng rằng tới cuối năm nay, nếu mà tình hình chính trị Hoa Kỳ nó thay đổi, hoặc là tình hình chính trị Hoa Kỳ nó thay đổi vào năm 2024, thì có thể cái cuộc diện kinh tế nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên cho tới giờ phút này, cái cuộc diện kinh tế ở tại Hoa Kỳ nó không thay đổi, và nó còn ảnh hưởng trên toàn thế giới luôn. Cho tới giờ phút này thì tất cả mọi người đều xác nhận rằng những cái dấu hiệu về lạm phát nó đã xuất hiện trên những cái phần đất ở tại Á Châu.
Lý do là vì cái giá năng lượng nó quá cao. Như quý vị biết, một cái thùng dầu thô hiện nay là 100 đồng. Khi một cái thùng dầu thô 100 đồng thì nó không phải ảnh hưởng chỉ có một cái quốc gia hay là một phần đất nào trên thế giới, mà nó ảnh hưởng cho toàn thể thế giới. Và khi mà nó ảnh hưởng như vậy thì giá thực phẩm nó gia tăng, thì cả giá thực phẩm nó gia tăng, nó không có gia tăng ở tại một quốc gia này hay một quốc gia khác, mà nó cũng lần hồi nó sẽ gia tăng trên nhiều quốc gia. Và nó cũng không có phải phân biệt là quốc gia nào giàu nghèo, giàu hay nghèo mà không bị ảnh hưởng, không phải nước nghèo mà không bị ảnh hưởng, hay là chỉ có nước giàu mới ảnh hưởng không thôi. Trường hợp cái quốc gia nghèo khó nhất, nghèo khó là lý do là tại vì mình căn cứ lên trên cái GNP tính theo đầu người, tức là tổng sản lượng quốc gia tính theo từng đầu người. Thì chẳng hạn như Ấn Độ được coi như là một trong những cái quốc gia nghèo khó. Thì hiện tại bây giờ cái tình trạng lạm phát tại Ấn Độ nó đã gia tăng lên tới 6% hồi tháng Giêng vừa qua, và nó đã trên cái mức độ 3.6% của những cái năm mà trước khi xảy ra cái đại dịch Covid. Trong khi đó thì quốc gia Sri Lanka thì cái tình trạng lạm phát nó gia tăng lên tới 14.2% cho cái tháng Giêng, và được coi như là cao nhất trong 10 năm qua. Đó là những cái quốc gia nghèo. Ví dụ sang những cái quốc gia giàu tại Á Châu thì nó cũng không phải bình thường. Chẳng hạn như tại Nam Hàn thì cái tình trạng lạm phát nó đã gia tăng lên tới 3%, được coi như là cao nhất kể từ hồi tháng Giêng của năm 2012. Trong khi đó thì cái quốc gia mà người ta nghĩ rằng là nó sẽ giá cả không có mắc mỏ là vì dân du lịch đông nơi đó ấy là Thái Lan, thì thưa quý vị, cái tình trạng lạm phát về giá cả tiêu thụ ở tại đây bây giờ đã tăng lên 3.2% so với năm 2020, mặc dù quốc gia này cái quốc gia này đã phải dựa vào trong cái kỹ nghệ du lịch, sống bằng cái nghề kỹ nghệ du lịch, nhưng mà hiện nay là được coi như là một trong những cái quốc gia mà có cái nền kinh tế yếu kém nhất hết vì ảnh hưởng của đại dịch. Và đồng thời mới đây những cái người mà lái xe truck họ cũng nổi giận, và họ cũng chặn những cái con đường đi về thủ đô Bangkok, không kém gì những người lái xe truck ở tại Canada không muốn chặn cái con đường từ Canada đi sang Hoa Kỳ. Nói tóm lại thì cái tình trạng lạm phát gia tăng không phải chỉ có tại Hoa Kỳ hay tại khác, mà riêng tại Á Châu nó cũng gia tăng. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã biết rồi, tình trạng gia tăng cái tình trạng lạm phát và cái giá cả tiêu thụ ở tại Hoa Kỳ từ hồi tháng kể tính từ hồi đầu tháng Giêng này nó đã là 7.5%, cao nhất trong 4 thập niên vừa qua, thưa anh. Vâng, cái việc mà lạm phát đó, nó ảnh hưởng tới quý vị. Chúng tôi không nói từ tiệm nào, nhưng mà khi mà quý vị tới tiệm Việt Nam này đó, người ta đề hẳn cái giá rằng đó, người ta bảo là vì tình trạng lạm phát cho nên chúng tôi phải điều chỉnh cái giá cả. Thì quý vị thông cảm, cái đó là ngay ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam rồi chứ phải không? Cho nên nói những người nào mà nói rằng ông Biden là tốt thì bây giờ ảnh hưởng rõ ràng là khi, ngay từ khi mà ông ấy đóng cái đường ống dẫn dầu Keystone đó, thì lúc đó chúng ta thấy hàng trăm ngàn người công nhân mất việc, và sau ngay lúc đó thì chúng ta thấy rằng cái giá cả của nó gia tăng lên bởi vì dầu đắt đỏ lên rồi. Bây giờ ông còn đại đóng luôn cái khu vực ở Alaska, nói là cái khu vực đó người ta không được khai thác nữa. Rồi bây giờ ở California ngoài khơi đó thì ông Newsom cũng không cho khai thác nữa. Và bây giờ thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải mua xăng dầu của Nga, của Trung Đông vào. Mà thời kỳ của Tổng thống Donald Trump thì dầu có lúc nó xuống âm, nó sẽ là xuống đến mức độ mà nó rẻ khủng khiếp. Bây giờ bắt đầu nó lên, và khi nó lên nó kéo theo tất cả mọi thứ. Vì vậy cho nên trong các quốc gia Á Châu hồi xưa Việt Nam ấy, nhu yếu phẩm là cái gì? Nhu yếu phẩm là xăng, gạo, củi, nước mắm ở kia, thì đó là nhu yếu phẩm than ấy, gạo, củi, than hay là dầu hôi, dầu lửa, bây giờ là xăng nhất là nhu yếu phẩm. Mà trong khi đó quý vị lãnh đạo không hiểu điều đó.
Vâng. Bây giờ chúng tôi hy vọng được là cái bản tin này thì nó có thể là đem lại cho chúng ta một chút lạc quan. Trở lại cái tình trạng mà chích ngừa đại dịch Covid thì một cái phản phúc trình mới đây nói rằng có thể chúng ta sẽ không cần phải chích một cái mũi thuốc chích ngừa booster thứ tư trong một thời gian tương đối khá dài nữa. Đó là theo những cái bản phúc trình mới, họ nói không những là chỉ phải nhiều tháng mà có thể nhiều năm, và người ta nói là ba cái mũi thuốc ngừa Covid hay là ngay cả hai mũi thì cũng đủ để có thể bảo vệ những cái người từ những cái bệnh ngặt nghèo hay là có thể đi tới tình trạng tử vong một thời gian tương đối khá dài. Đó là cái bản phúc trình cho biết. Trước đây thì mỗi lần mà nói tới đi chích ngừa hay là nói tới đeo khẩu trang hay là khuyên mọi người đi chích ngừa thì nhiều người bị phê bình rằng là đó là đi theo cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ, phải không ạ? Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thực sự ra chúng tôi chỉ căn cứ lên trên những cái phúc trình nào mà nó có tính cách xác thực thì chúng tôi trình bày với quý vị, và từ đó tự quý vị quyết định cái sự suy nghĩ của quý vị về cái đường lối đề phòng Covid như thế nào. Một trong những cái viện chích ngừa của trường Đại học University of Pennsylvania thì nói rằng mặc dù những cái người từ 60 tuổi trở lên và những cái người có những cái nguy cơ bị bệnh nền, họ có thể có lợi nếu mà họ chích ngừa mũi thứ tư. Tuy nhiên đối với hầu hết những người khác thì cái điều chích cái mũi thứ tư thì không có cần thiết. Trong khi đó thì các cái viên chức đặc trách về vấn đề phòng dịch liên bang thì họ nói là họ chưa có cái kế hoạch đề nghị chích cái mũi thứ tư vào một cái thời điểm nào sắp tới đây. Mặc dù cái con biến Omicron biến thể nó có thể lẩn tránh được một số những cái gọi là antibody hay là gọi là những cái sự những cái hàng rào phòng chống do cái sự chích ngừa qua cái hệ thống gọi là hệ thống miễn nhiễm. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì người ta nói rằng cái mũi thứ ba mà chúng ta đã chích ngừa từ hãng Pfizer hay là từ hãng Moderna đã giúp cho cơ thể của chúng ta có được một cái hệ thống miễn nhiễm tương đối khá đầy đủ và nó có thể chống trả được những cái sự lây nhiễm Covid trong tương lai thôi. Vâng, thưa quý vị biết ông Bill Gates không? Ông là nổi tiếng và ông muốn chế vaccine, thì ông đã nghe đài của chúng tôi và ông đã nói rõ ràng, bởi vì chúng tôi nói trước rồi, những người nghe đài nói sau, thì ông Bill Gates ông nói rõ ràng là những người nhiễm cái Omicron á thì coi như là đã được chích ngừa, bởi vì khi mà nhiễm rồi thì coi như là người đó đã có được một cái tính miễn nhiễm, và tính miễn nhiễm tự nhiên này đó nó có thể kéo dài được 18 tháng cho 21 tháng. Cho nên chúng tôi rất hãnh diện là vì có một người nổi tiếng là Bill Gates đã từng nói cái điều mà chúng tôi đã nói trước rồi, thưa quý vị. Vâng. Bây giờ trở lại vấn đề Covid ở tại Anh Quốc thì hồi đầu tuần này Thủ tướng Anh Quốc ông Boris Johnson đã cho biết là ông ta cũng hát một cái bài hát giống như nhiều người, kể cả ông thống đốc của chúng ta, tức là hay là kể cả mấy ông lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, tức là đã đến lúc chúng ta phải sống chung hòa bình với cái con Covid-19, và ông tuyên bố chấm dứt tất cả những cái sự cấm đoán về pháp lý cho cái việc phòng chống đại dịch Covid-19, có nghĩa là cái việc mà đeo khẩu trang rồi những cái chuyện mà phi testing, những cái chuyện chích thuốc ngừa rồi này kia đều được coi như là không còn nữa. Và cái điều đó ông ta hy vọng rằng nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế của nước Anh phục hồi. Trong khi đó thì nước Anh công bố là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị
đã thử nghiệm và bà có, mặc dù ở cái tuổi cao nhưng mà bà có dương tính của COVID-19 thưa anh. Vâng, quý vị biết tại sao ông Thủ tướng Anh ông nói vậy không? Bởi vì ông nghiên cứu lịch sử của Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh gọi là chống Mỹ cứu nước đó, thì ông Đạo Dừa ông cho biết rằng con chuột ấy với con mèo có thể sống chung hòa bình với nhau, cho nên bây giờ con người có thể sống chung với lại con Covid được. Đó là nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời kỳ gọi là chúng tôi mở ngoặc đóng ngoặc chống Mỹ cứu nước, và ông Đạo Dừa đã đưa ra sống chung hòa bình. Anh còn gì để phải nói về Covid nữa không? Anh là đấy chuyên viên mà. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đã hai năm rồi, kể từ cái lúc mà có Covid tới giờ này 2 năm, thì kể từ lúc có cái bệnh cúm ở bệnh cúm ở thế giới năm 1918 ấy, thì cũng chỉ 2 năm sau là coi như là cái bệnh cúm nó đi vào dĩ vãng, chứ không còn hoành hành chết người như lúc đầu tiên nữa thầy. Vâng, thì thưa quý vị, cho đến giờ phút này, mặc dù cái tình trạng kinh tế nó khó khăn và vấn đề đại dịch thì nó đã bắt đầu đối với người dân Mỹ cũng như tất cả nói chung những người dân trên thế giới, thì ai người ta cũng đã bắt đầu mệt mỏi và chán nản về cái vấn đề đại dịch. Thì một điểm mà chúng ta biết rõ là cho tới giờ phút này, cái tình trạng nhà cửa trên Hoa Kỳ vẫn trở nên khan hiếm, và cái việc khan hiếm nhà cửa, và đó là một trong những cái khó khăn mà người dân Mỹ sẽ phải đối diện trong một thời gian tương đối khá dài, là bởi vì cái số lượng cung cấp nhà cửa rất là ít, trong khi đó cái nhu cầu về nhà cửa ở tại Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.